Đây để anh chưa cái bài này cho em nhá. Đây nào. Bài tập sửa này. Thứ nhất nhá. Mình chọn này, nói về cách làm nó đi. Mình chọn nhá, khung này là bao nhiêu thì ở trong đấy là bao nhiêu. Tức là ví dụ như ở đây anh chọn nhá, đây là 60 này. Anh nhìn ở trong bảng thông tin này, 60 đúng khớp với đây rồi đúng không? Rồi, tất cả những thằng liên quan nó sẽ đi theo. Ví dụ như là cái phần scale. Ví dụ như là cái phần scale của dim của em 60 ok anh check ok à, chuẩn thì anh sẽ phải check cả trong này ví dụ như là anh sẽ sử dụng bây giờ em đang sử dụng cách là tạo một đi mới đúng không đấy là tùy em nhá đây thằng này là đúng và đây thằng này 60 vậy là ok được chưa xong phần đi các phần tách thì đi theo ví dụ như đây là có chiều cao bằng 3 thì nó là 180 ở đây chiều cao tách tiêu đề nó bằng 4 thì là 100 là 240 vậy là ok cái gì bây giờ check đến cái đối tượng này Đối tượng này của em thì bây giờ kêu nó là một thì rõ ràng là nó sai. Đúng không? Anh lấy một ví dụ thôi. Bây giờ em sang một tỷ lệ khác em trình bày thử xem. Đúng không? Thì thằng này sẽ xử lý như thế nào? Đấy, thằng này phải làm như thế nào để cho nó đúng? Trong khi nếu mà nó làm, nếu mà em tạo ra một đối tượng giống hệt như cái khung này nhá. Anh chuyển sang một tỷ lệ khác. Để anh làm. Đấy, ví dụ như này. Anh sử dụng tỷ lệ mới là 50. 150 đúng không? Anh dùng luôn cái phần hình này của em này. Đây 150 này Ví dụ như anh sử dụng luôn cái phần hình này của em Đấy nó như thế này Đối với anh thì anh sẽ sử dụng cái bản vẽ này là tỷ lệ 150 Đây bây giờ anh đi sửa toàn bộ phần dim Nhá Đây anh sửa toàn bộ phần dim này Sau đó thì uh, Còn cái gì nữa không Sửa toàn bộ phần tách cái gì Đây phần tách viết ở bên trong này Cái này của anh trở thành 150 cái gì Vậy là xong Đến thằng này thì là 200 cái gì cực kỳ dễ để làm rồi bây giờ đến block này chả có cách nào để sửa nó nhanh như thế cả thấy không trong khi nếu mà đối tượng này của em nó là một một ví dụ như ở đây nó là một một anh sẽ sửa luôn ở đây nhá đối tượng này là một một anh sẽ chuyển nó về đúng cái vị trí giữa này nó sẽ hay hơn này bởi vì là mình sẽ kêu nó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều sau đó đối tượng chiều cao tích này đang là 180 đúng không? Anh sẽ chuyển nó về đúng tỷ lệ 11 của nó nhá, tức là bằng 3 cái gì? Là 3 trên 180. Đấy, nó bé tí thế này. Được chưa? Đây. Rồi, và anh lưu nó lại. Tất nhiên ở ngoài này nó sẽ chưa nhận, đánh lệnh ATT xin để cập nhật. Select này. Rồi, tất cả đối tượng này bây giờ anh sẽ sử dụng nó là đây nhé, sử dụng nó là 60, ở đây là 50 đúng không? Đây, ví dụ như ở đây là 50. Đấy, tất nhiên là các cái phần này anh phải sửa lại bởi vì anh vừa di chuyển nó. Đấy, nếu mà em để ở tim thì lúc nào nó cũng chỉ xung quanh cái vị trí đấy thôi. Thấy chưa, sửa thằng này, 50. Và tất nhiên là cái hệ nét này của em nó đang bị sai, đi theo hệ trục, thằng này anh sẽ để nó là tích. Đấy, ví dụ như thế Thì kể cả anh dùng một cái tỷ lệ khác nhé Anh vẫn có thể làm được Ví dụ như sang đây của em 60 Thì anh vẫn có thể sửa được lại như cũ đúng không Với cách thức như làm như vừa rồi Đối tượng này đơn giản là anh chỉ đẩy nó thành 60 là xong Thấy không Nó cực kỳ thuận tiện và nhanh Trong khi nếu mà để như của em Không thể nào mà đi chỉnh cái đối tượng này được Mà em đi phải scale Mà scale thì em với một tỷ lệ khác Thì em định làm như thế nào Vấn đề là với tỷ lệ khác nữa nó phải thuận tiện trong tất cả các tỷ lệ mình sử dụng Thấy chưa Cái phần này thì mình có thể xóa nó đi này Vì nó chả liên quan gì đến cái phần vẽ này cả Và nhìn nó rất là dối <laughs> Đấy Nha Đấy là một cái Bây giờ đến cái phần mà em hỏi đấy là về hack Đây Các đối tượng này ở trong bài blog anh đã hướng dẫn rồi Thứ nhất mình vào đây Đấy mình hack này Hack nó nhanh vô cùng luôn Anh sẽ chọn mẫu hack này Chọn nó là solid này nhá anh sẽ chọn luôn màu cho nó cũng luôn được đây chọn luôn màu cho nó ví dụ như là 253 này sau đó thì anh pick hack thấy chưa tất nhiên là nó đang bị phủ lên trên của cái đối tượng kia thì anh sẽ đẩy nó xuống dưới đấy và chú ý cái đường nét này của em nhé lúc nào mình cũng phải để nó là bay layer nhớ chưa lúc nào cũng phải để là bay layer bởi vì nếu mà em để là hidden như này nhá khi mà anh vẽ nó sẽ ra hidden luôn đây là một đường line hidden nhá anh sẽ cho to lên để em nhìn được ấy một đường line hidden nhá và nó sẽ sai hết trên tổng thể bản vẽ của em khi mình vẽ lúc nào để bài layer đấy thì đây là một đối tượng mình hack ở trong một lốc này xếp lại này thì tất cả những cái giường của em nó hack được rồi những đối tượng ở ngoài ví dụ như là cái bàn này đúng không đối tượng ở ngoài của em này ví dụ như là cái bàn này cái bàn này thì bây giờ mình phải hack theo kiểu khác tức là mình cũng dùng như thế nhưng mà mình sẽ hack theo đúng cái phần layer này Tức là ban đầu thì em nên chọn nó về đúng Cái layer mặc định đi Mình có thể chọn ở trên này Về đây Sau đó khi mình sử dụng lệnh hack này Nó rất là đơn giản Đấy Hack như này Tất nhiên đối tượng này của em cũng nên hack vào Đấy Không thì em sẽ phải đẩy nó xuống phía dưới Đấy Để nó ra hoặc là đẩy nó xuống phía dưới Để cho nó đúng với bản chất của nó Thấy chưa Các đối tượng này Đấy hack đây Đấy Thì bây giờ khi mà anh tắt nhé Anh tắt layer này tất cả những thằng này nó sẽ tắt theo luôn cái phần hack này về bản chất nó lại là layer của nội thất nhưng mà cái đối tượng này ở trong là layer không đấy đơn giản thế thôi toàn bộ hệ này của em nên làm như thế Thế tại sao mình lại nên, nên hack vì anh sẽ thử in cho em đấy nha anh sẽ thử in cái phân vùng này nha đây ví dụ như này đấy em nhìn thấy không khi mình hack vào ấy, các đối tượng này nó sẽ nổi lên nổi lên trên cái phần này thấy chưa nổi lên trên đấy nó rõ ràng như thế này nếu mà em làm đúng nhá thì các cái phần này cũng thế đây này layer đúng thì cái hack này nó sẽ chìm xuống này cái tường nó nổi lên này cái phần ghi chú này nó cũng chìm xuống này đấy còn nếu không là em in này nếu mà em không làm là em thấy không nó rất là vô lý cái này có giống với cái việc là em để cái ghế lên cái trên cái bàn không đấy hoặc là cái bàn bị thủng nhìn xuống dưới sau này khi mà em hack cái phần khu vệ sinh này em còn sẽ thấy nữa Bây giờ cái khu vệ sinh này về bản chất là mình phải có cái sàn của vệ sinh nha Người ta sẽ đánh dấu những cái vị trí này là vị trí mà mình phải chống thấm Cho nên là phải có cái phần hách sàn của vệ sinh Đấy, cả bàn ban công nữa Thì nếu mà em hách vào ấy, toàn bộ cái hệ thống vệ sinh này của em thủng Đấy, rất là khó để có thể sử dụng đúng không? Đấy, mình làm bản vẽ thì mình phải để ý toàn bộ Đấy chưa? Rồi cái việc của mình làm block này Khi mình hách riêng nhá Bây giờ ví dụ như cái phần đối tượng này anh muốn thay đổi kích thước Đấy, rất là đơn giản. Anh chọn như này, anh thay đổi kích thước. Anh muốn xoay nó theo một hướng nào đó. Ví dụ như đây, anh cóp này. Sau đó anh xoay theo một hướng nào đó. Đấy, nó chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả. Trong khi nếu mà em hack tổng thể này nhá. Không bao giờ em làm được điều đó. Gần như em fix luôn cái vị trí hack đấy rồi. Đúng không? Nhá, thế thì chỉnh lại cái phần đấy cho nó ổn.